Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Còn nhỏ em còn nhớ là bên năm của em á, tối ngày mắt em mặc đầm không à? Bắt em mặc đầm hay gia trưởng á chị, với lại hay lớn tiếng lắm. Em mà làm chậm gì là bắt đầu là la lên. Ai là người làm hòa trước? Dạ em mà. Cũng em. Cái gì cũng em. Mấy ngày lễ anh không tặng hoa cho em. Rồi xong anh im re luôn. Cái tới chiều cái về em thấy chiếc nhẫn, nó nè anh tặng nè. Cảm xúc rất là bất ngờ luôn. Trời ơi, đòi hoa mà được vàng chị thấy không? Đòi hoa được vàng. Em lại một kiểu căn bệnh á, là bệnh gan á chị. Tự nhiên nó phát ra em. Ở bệnh viện Tĩnh Ninh hai cái bệnh viện đều chơi em hết luôn. Nó thì em có người thân. Tất cả mọi người đều bỏ em hết. Luôn cả người yêu của em nữa. Mày muốn làm gì làm, đừng về nhà tao là được rồi. Mày muốn làm gì làm, đừng về nhà tao là được rồi. Là em nghĩ câu chuyện của hai đứa em giống như là câu chuyện cô Tích vậy đó. Nó sẽ không có thật như vậy. Nói chung là không có chấp nhận. Dạ đúng rồi, không có chấp nhận. Nhưng mà em vẫn quyết định là cưới. Lúc đó là từ mặt Khánh Di và Minh Tuân. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành với chương trình này. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chào đón cặp đôi khách mời của ngày hôm nay. Chào hai bạn áo trắng. Dạ, em chào chị Khánh Chi, chào anh Minh Tuân, em là Nguyễn Trung Hiếu, em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp của em là làm shop hoa, thợ cắm hoa. Dạ, còn em là Thanh Liêm, em hiện tại em cũng ở Tây Ninh. Dạ, em 34 tuổi, em làm công ty và em có mở một cửa hàng bán mắm mà. Một người bán hoa và một người bán mắm. Dạ đúng rồi. Bọn mình quen nhau được bao nhiêu lâu rồi ha? Tụi em đã cưới nhau được 3 năm 8 tháng rồi. Quen một năm mấy là tới 3 là em cưới á. Cơ duyên nào mà mình gặp được nhau? Em á thì em lên Zalo á, em tìm quanh đây thì vô tình em gặp Hiếu. Thì em nhắn tin em quen mà nhưng Hiếu chưa nhắn trả lời cho em. Cái nhắn tin mấy ngày rồi xong rồi cái Hiếu chủ động nhắn tin lại. Sao cưng trả lời? Em cũng ít cái coi tin nhắn của người lạ lắm. Khi mà em trả lời cho Liêm thì lúc đấy là Liêm có trả lời liền cho em lại không hiểu? Dạ có hả? Lúc đó là em chỉ xem như bạn thôi, em chỉ hi chào lại vậy thôi hả? Mới đầu lúc nào cũng thế mà, xem như bạn bè trước. Rồi sau đấy bọn mình nói chuyện về cái gì? Và sau bao nhiêu lâu thì mình hẹn gặp nhau ở ngoài? Mấy ngày hả? Cái em mới hẹn gặp. Hẹn gặp xong rồi Hiếu chịu gặp luôn. Em hẹn gặp Hiếu tại nhà, cái nói chuyện em thấy Hiếu cũng dễ thương. Nói chung em muốn hôn Hiếu đó. Em muốn hôn nhưng mà em có hôn không? Dạ có à. Chỉ hôn thôi? Dạ hôn rồi xong rồi cái... dạ như qua đường thôi đó. Rồi tại sao mà từ cái việc là chỉ muốn qua đường thôi mà bây giờ mình đã yêu nhau và cưới nhau luôn rồi? Làm chuyện đó xong rồi cái về cái xong rồi cái chị em nhắn tin với Hiếu. Xong cái sáng bữa sau em đang ngủ vậy đó, cái Hiếu nhá hỏi em chứ ăn sáng chưa. Rồi xong cái Hiếu mua đồ ăn cho em, cái em thấy thằng này dễ thương được. Bắt đầu cái em mới tìm hiểu luôn. Sau một tháng là tụi em chính thức quen nhau luôn. Và lúc đó là Hiếu là con trai. Gia đình mọi người, tất cả mọi người đều không biết Hiếu là trong thế giới LGBT hết. Rồi cho anh hỏi Hiếu là sau cái lần mà mình gần gũi với lại Liêm á, thì anh nghĩ là em đã có cảm xúc rất là nhiều rồi nên hôm sau mới quyết định mua đồ ăn sáng cho Liêm đúng không? Vậy lúc đó em đã có tình cảm với lại anh Liêm, bạn Liêm mà đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đấy Liêm có nói với em là ban đầu chỉ muốn quen em qua đường thôi không? Cái đó là anh chỉ để trong bộ em, hoặc anh không có nói với em nhưng là đến ngày hôm nay mới nói. Dạ. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mà khi em nghe bạn này nói chị có thấy cái ánh mắt em hơi buồn. Buồn rồi đó chị ơi, dạ. Người ta ở với nhau bao nhiêu lâu rồi, bây giờ còn suy nghĩ gì về cái đấy nữa. Rồi khi mà hai bạn em đến với nhau á, là thấy hợp và đến thôi, hay là Liêm có tỏ tình chính thức với Hiếu không? Dạ có chứ hả? Cứ bảy tay tụi em sẽ tổ chức một cái tiệc nhỏ dành cho hai đứa vậy đó. Là hàng tháng luôn dạ, đó. Dạ đúng rồi. Rồi khi mà Hiếu nhận được cái lời tỏ tình của Liêm á, thì cảm xúc của Hiếu như thế nào? Tại vì anh thấy là em có rất là nhiều tình cảm với lại Liêm luôn nha. Lúc đó em cũng suy nghĩ, em mới chấp nhận quen. À là có nghĩa là Liêm tỏ tình với em nhưng mà em chưa có trả lời liền. Dạ, ý là mới đầu là chỉ xem như bạn. Cái lần đầu tiên mà mình tổ chức lễ kỷ niệm một tháng quen nhau á, cái ngày đấy có phải là cái buổi kỷ niệm đáng nhớ nhất không? Dạ chắc không. Chứ lúc nào là lúc mà bọn em cảm thấy là có nhiều cảm xúc nhất, có nhiều kỷ niệm nhất? Dạ em nghĩ ngày kỷ niệm nhất của em là ngày cưới của em á. Tại vì em nghĩ là sẽ không, hai đứa sẽ không tổ chức đám cưới. Mà cũng vô tình thôi là nhà chị em có đám cưới, rồi mấy chị bên em nè thương em lắm nên nó là mới kêu em là đám cưới đi, rồi mấy chị sẽ lo hết vậy đó. Dễ thương quá ạ. Rồi em làm mấy chị biết Liêm là ở trong cộng đồng lâu chưa, hay là tới lúc quen Hiếu rồi Liêm mới come out rồi? Lâu rồi hả? Bên gia đình em đã biết em từ nhỏ rồi. Anh xin lỗi, anh hỏi là sao nãy giờ anh thấy hai bạn xúc động quá ạ? Thì chị cũng thấy gì đó, bây giờ thì nè. Anh thấy hai bạn kiểu kể về câu chuyện của mình mà rất là xúc động, cứ kiểu trực mà rơi nước mắt ra á.
chị cũng đang lặng người là nhìn hai em á. Ờ. Thì em kể tụi em rất là cảm xúc. Mà cái chuyện đó là mấy năm trời mà kiểu như là mới hôm qua á. Tại vì cuộc đời của em nó nhiều chuyện kiên lắm, khổ lắm. Lúc em như thế này thì... Là em nghĩ câu chuyện của hai đứa em giống như là một câu chuyện cổ tích vậy đó. Nó sẽ không có thật như vậy. Mà cuối cùng thì nó quá viên mãn đúng không? Nói chung là em quá may mắn được có được Hiếu. Em như thế này thì mấy anh của em không có chấp nhận. Anh hai của em quýnh em nhiều lắm. Em ở với mẹ em hiểu em. Tự nhiên cái mẹ em bị bệnh, mẹ mất đi rồi cũng còn mình em. Em lại một cơn bệnh đó, là bệnh gan á chị. Tự nhiên nó phát ra em, ở bệnh viện Tĩnh Ninh hai cái bệnh viện đều chơi em hết luôn. Chuyển em đi Sài Gòn liền, chuyển nhiệt đới liền luôn. Em cứ nghĩ là em sẽ không còn nữa. Mà may mắn thì bác sĩ đã cứu em. Em sống mà lúc đó thì em có người thân. Tất cả mọi người đều bỏ em hết. Luôn cả người yêu của em nữa. Chừng một tháng, hai tháng sau em gặp Hiếu. Hiếu đến bên em là giống như là cái người nào đó đến bên em để chăm sóc và để quan tâm em vậy đó. Có nghĩa là khi mà em nghĩ là em sắp chết đuối rồi thì Hiếu giống như cái phao để em. Dạ đúng rồi. À. Nên em rất là thương Hiếu và trân trọng Hiếu. Rồi khi mà em bảo là tất cả mọi người trong gia đình của em đều không quan tâm đến em, nhưng mà các chị của em thì vẫn sẵn sàng tổ chức đám cưới cho em mà Lia. Dạ đó là mấy chị nuôi em. Bây giờ thôi mình kể vào cái chuyện đám cưới đi chị. Cho nó so dịu cái nỗi buồn này qua ha. Tụi em quen mà nhưng một năm luôn là tụi em giấu không có nói cho mọi người biết. Bên Hiếu á, cái nhà đám cưới mấy chị mới nói vậy đó. Nên em mới nói Hiếu là bây giờ công khai nha. Mà khi công khai á thì gia đình bên Hiếu nè, chỗ làm và cả bạn bè của Hiếu sẽ bất ngờ nhiều lắm. Nên là phải suy nghĩ cho kỹ và phải nói chung là có nhiều áp lực lắm á. Và Hiếu chấp nhận. Nguyên nhân lý do gì mà hai người quyết định cưới nhau? Thì một năm đó thì em gặp nhiều biến cố vậy đó. Là Hiếu ở bên em hết. Nên em muốn là có một cái gì đó là kỷ niệm của hai đứa là cái đám cưới đó. Muốn Hiếu là cái cuộc tình cuối cùng của em. Làm đám cưới lên thì tất cả mọi người sẽ biết hết. Là coi như là mượn cái đám cưới là công khai luôn. Dạ đúng rồi, mượn đám cưới một công khai luôn. Một hai chuyện. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ là mình phải công khai trước đám cưới để có gì mình xem phản ứng gia đình của Hiếu như thế nào chứ. Còn mình nhưng làm như vậy. Nhưng mà tại vì lúc đó biết sao mắc cưới quá, yêu quá. Dạ đúng rồi. Yêu quá đó là chơi luôn, một công hai chuyện. Rồi khi mà mình tổ chức đám cưới thì phản ứng của gia đình Hiếu như thế nào? Là hôm đó em đăng cái tấm hình mà chụp tấm thiệp cưới á, thì mọi người vô mọi người xem, mọi người chia sẻ ra thì mới tới ngoài sắp quà của Hiếu, rồi tới gia đình của Hiếu mà mọi người bắt đầu mới biết ra đó. Rất là bất ngờ luôn. Nói là từ nào giờ mày là trái thẳng mà sao tự nhiên hôm nay tự nhiên như vậy. Mấy chị đều phản đối hết, mấy chị nói là từ nào giờ mày đâu có vậy đâu. Mẹ thì cũng không có nói gì. Còn ba thì nói mày muốn làm gì làm, đừng về nhà tao là được rồi. Mày muốn làm gì làm, đừng về nhà tao là được rồi. Nói chung là không có chấp nhận. Dạ đúng rồi, không có chấp nhận. Nhưng mà em vẫn quyết định là cưới. Đó là làm đám cưới là em định không có nói cho ai bên gia đình em biết hết luôn. Tổ chức đám cưới thì làm sao mà giấu được, làm sao mà mọi người không biết được. Giấu, không giấu nhưng mà là tự tổ chức. Tại vì biết là cha mẹ hai bên không đồng ý thì tự tổ chức. Không có mặt cha mẹ chúc phúc. Mà nhưng hôm đó thì mẹ Hiếu có xuống à. Mẹ Hiếu và chị Hiếu đâu có xuống hết. Chỉ có bà Hiếu không xuống thôi. Là mọi người không đồng ý nhưng mà vẫn dạ, dạ, đồng. Không đồng rồi. Ý là nói vậy thôi nhưng mà khi tổ chức vẫn đến chúc mừng. Dạ đúng rồi. Thế ra là như là không đồng ý thôi nhưng mà con mình đồng ý thì mình cũng phải chịu. Rồi khi em thấy gia đình của Hiếu xuống á thì cái cảm xúc của em có hồi hộp lắm không Liêu? Cái hôm trước khi mà tổ chức đám cưới một tháng á đó, mọi người ngày nào cũng điện thoại cho Hiếu hết trơn á, thì chị Hiếu khóc, mẹ Hiếu cũng khóc. Vậy đó thì mọi người cũng đã biết em từ từ rồi, nên hôm đó em mọi người xuống thì em chỉ giống như là em qua đã người nhà rồi, em ra em chào đón mọi người. Rồi mọi người vẫn vui vẻ và dạ đúng rồi, trước khi đám cưới là gia đình Hiếu là mẹ Hiếu với chị Hiếu là có xuống nhà em ở trước. Rồi bữa sau là mới tổ chức đám cưới á. Ba của em thì không có xuống, ba của em nói là làm gì làm. Đừng có về trên chợ, về trên nhà là được rồi. Ba rất là căng đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó ba rất là căng. Nhưng mà là từ mặt em đúng không? Dạ, lúc đó là từ mặt. Có bao giờ nhà của Hiếu nghĩ là Liêm dụ dỗ em không? Dạ có. Mấy chị đều nói là coi chừng nó dụ mày đó. Chứ từ nào giờ mày có về đâu mà tự nhiên mày theo nó. Sao em nói em đã bị từ đó rồi. Nhưng mà tại vì em nghĩ em nói ra là mọi người sẽ không đồng cảm nên em không nói. Bây giờ có nói gì người ta cũng người ta không tin. Không tin. Cái lúc đó chị của Hiếu có tâm sự với em là mấy chị của Hiếu đã biết Hiếu tính tình Hiếu từ nhỏ như vậy rồi. Nhưng mà biết vậy thôi, nhưng mà khi mà công khai với một người nào đó đó là sợ cái người đó là sẽ không tốt, nó sẽ đối xử không tốt hay là lừa gạt Hiếu thôi. Sao mà biết đó, người ta đối xử không tốt? Thì nói chung là gia đình mà chị gia đình mà thường chị thường suy con, nghĩ nói chung là thương em thương con thôi. Rồi hai em có cái kỷ niệm gì đáng nhớ không? Mấy ngày lễ anh không tặng hoa cho em, cái anh Liêm mới nói là em nhìn hoa hoài em không chán hả? Rồi cái sau em mới chuyển qua là em nói là thôi vậy anh tặng gấu bông cho em đi. Anh cũng nói là thôi gấu bông trên nhà một tủ rồi, đem thích con nào đem xuống ôm con đó đi. Rồi xong anh im re luôn. Cái tới chiều cái
về em thấy chiếc nhẫn, nó nè anh tặng nè, cảm xúc rất là bất ngờ luôn. Trời ơi, đòi hoa mà được vàng, chị thấy không? Đòi hoa dạ. Được vàng. Cứ Valentine là 8 tháng 3 là em được tặng một món vậy đó. Đó, thấy đeo vàng quá, giờ chị nghĩ là thế nào cũng có tặng vàng. Rồi trong cái thời gian mà quen nhau á, thì chuyện giận hờn nè, ghen tuông nè, nó có xảy ra nhiều không Liên? Dạ, nói chung là hai đứa em cứ nói hiếu hoài hả, nói là đi đến cái đám cưới rồi đến hôm nay để cho hai gia đình hai bên nó mà thương mà chấp nhận hai đứa là cả một quá trình, nên là em nói hiếu là phải gắng sống tốt chứ đừng để có chuyện gì xảy ra để mọi người cười, nên là hai đứa tụi em là sống vui vẻ thoải mái, lâu lâu thì cũng có nóng nảy nói lớn tiếng vậy thôi. Có một cái chuyện nào mà nói về giận hờn mà đến bây giờ bọn em vẫn nhớ rất là nhớ không? Dạ có, lần đó em tính thôi luôn rồi đó, thì em không có lúc quen nhau vậy, nên em cảm ơn thân em hiếu là em không thích là nhắn tin với một người thứ ba, là không cho nhắn tin với người lạ hay là cái người nào khác hết đó. Thì cái hôm đó là cái mùa dịch đầu tiên tháng 7 năm rồi đó, cái thì hai đứa ở nhà đâu có đi làm đâu, rồi cái tự nhiên cái hôm đó cái điện thoại em hết pin đi, cái em vô tình cái em lấy điện thoại hiếu em cầm em chỉ lướt thôi, cái thấy một người lạ nhắn tin, thì cái người đó vô nhắn tin thì đã nhắn tin với hiếu cái đợt rồi mà hiếu vẫn trả lời, rồi hôm nay nhắn tin mà người đó lại nói những cái từ mà giống như là để cua hiếu vậy đó, rồi gửi những hình ảnh không có đẹp qua vậy đó. Lúc đó em rất là khó chịu, em muốn em nói chung là lúc đó là em nói là phòng mày để ngủ á, chung là cảm xúc em lúc đó nó khó tả lắm, mà thôi em không có được, mà nhưng bây giờ em không biết nói làm sao hết trơn á. Thôi giờ có cách nha, thì coi như là một bạn ở với chị đi để chị tâm sự riêng, còn một bạn qua với anh Tuân để cho dễ tâm sự hơn, đúng không? Chứ mình ngồi bốn người là mình khó tâm sự lắm đó. Để Hiếu ngồi tâm sự với chị Chi xem nè. Hello mọi người, mình là Mai Sơn, hãy tìm mình trên Speakable nhé. Rồi thế cho Tuân hỏi Liêm về cái chuyện mình come out với gia đình của mình á. Ban nãy Liêm có nói là tất cả mọi người đều không chịu, thì cái phản ứng của tất cả mọi người trong gia đình cụ thể là sao, và mình đã chọn cái ngày nào để mình come out với mọi người không? Nói chung là gia đình em á là đều biết em từ nhỏ rồi, nhưng hai anh của em thì nó không có chịu như vậy. Nhất là anh hai của em á. Là anh hai đánh em từ lúc em còn nhỏ hả? Hay là... Nhưng mà mọi người thấy đánh em mà mọi người không can ngăn, không không. Dạ không. Nhưng mà khi mà đánh á, thì anh hai có nói lý do tại sao đánh không? Tại vì mấy anh của em á, thì nói chung là tao không ở gần em, nên cũng không có hiểu được cái tính cách và tính tình của em, nên nhiều lúc nó giận về cái vậy thôi. Nhưng hiện tại bây giờ thì mấy anh của em rất là thương em. Rồi cho anh hỏi làm, tại vì á, bây giờ nhìn Liêm rất là nam tính á, thì khi còn bé á, cái biểu hiện của em như thế nào mà mọi người có thể biết được ta? Hồi nhỏ là còn nhỏ em còn nhớ là mấy năm của em tối ngày mắt mặc đầm không à? Bắt em mặc đầm hả? Tại sao? Em có nhỏ em cô cậu á là nó là con gái mà mặc đồ con trai không, còn em là mấy năm em có ngày bắt em mặc đầm không luôn. Nên là từ đó là em biết là cái giới tính của em là nó thuộc cái thế giới này rồi, thế giới em thì... Có nghĩa là tự dưng mọi người bắt em mặc đầm hay là do biểu hiện em giống con gái? Dạ đúng rồi, biểu hiện của em giống á. Là em thích chơi búp bê hay là em thích chơi với mọi người con gái khác? Nói chung là hồi lúc nhỏ em thích chơi búp bê mà, nhưng em không có chơi với ai hết, tại vì em đi làm suốt với nhà em chăm mẹ đó, với em đi làm nên em không có thời gian đi chơi với mọi người. Rồi em còn nhớ lần đầu tiên mà em bắt đầu có rung động, có cảm xúc với một người con trai là lúc em mấy tuổi không? Cấp 2 à? Cấp 2 hả? Là bạn cùng trường hay bạn cùng lớp? Bạn cùng lớp luôn, thì em chỉ thích thôi. Hai mấy tuổi là em có làm cái lò bánh đó đó, thì em tự nhiên cái em có thích một cô bé đó. Cô bé? Tự nhiên em có cảm giác với cô bé đó thôi. Mẹ cũng làm chung luôn, cái mẹ không có chịu em. Là xong cái em hết không? Là mẹ của cô bé đó không chịu em? Dạ đúng rồi. Tại do em thấy em tính em tình em vậy đó. Rồi cho anh hỏi về cái mối tình mà đáng nhớ nhất của em không? Tại vì ban nãy em có nói là sau nhiều chuyện đó, thì em người ta đối xử với em không tốt, thì cho anh hỏi là cụ thể một mối tình mà em cảm thấy đáng nhớ. Thì em lúc đó em quen cái em ấy, thì em ấy cũng thương em lắm. Lúc đó mẹ em bị bệnh nữa, mẹ không đi lại được, thì em ấy chịu về ở chung nhà với em và chăm sóc mẹ phụ em. Hai đứa một thời gian khi ở gần quá thì gần nhau thì không có hợp, gặp nhau là cứ có lại có chuyện vậy đó. Một thời gian thì hai đứa chia tay. Là do ban nãy em nói là em trải qua nhiều đổ vỡ thôi, chứ không có nghĩa là họ không tốt với em đúng không? Chỉ là không phù hợp thôi. Đấy đúng rồi. Và đó là mối tình đáng nhớ nhất của em luôn. Đấy đúng rồi. Sau khi mà em chia tay rồi thì em không có tin vào tình yêu nữa? Dạ có, cũng nhiều lắm á. Nhưng mà em thấy không ai hợp với em hết. Không hợp ạ? Em thấy nhiều nhất là không hợp khoảng nào Liêm? Thì em dạng như mấy em đó thì chỉ vui thôi, chứ không có phải là muốn lâu dài. À, muốn xây dựng gia đình đúng không? Đúng rồi, em thì muốn là quen để xây dựng gia đình.
À, cho chị hỏi Hiếu, từ khi lúc nào mình biết mình là gay? Thì lúc em đi học cấp 2 á, em không có biết em là gay nữa. Em chỉ suy nghĩ là em thấy thích bạn nam thôi, nhưng mà em không có biết là trong cộng đồng LGBT. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cho đến khi em 21 tuổi á, là em mới bắt đầu là phát hiện mình thích bạn nam. Là bắt đầu là quen bạn nam. Gia đình em có ai biết em là gay không? Từ nhỏ thì mấy chị cũng biết là em chơi búp bê hay nhảy dây với con gái rồi thôi, nhưng mà không có nói ra, mà với lại chắc cũng không nghĩ là em là gay nữa, nên là mấy chị cũng không có nói. Tới khi mà em công khai ra rồi mấy chị mới biết. Nhưng mà đó giờ em thích bạn trai đó, em chỉ là thích thôi đúng không? Dạ đúng rồi, chỉ là cảm giác thích thôi à, chứ không có nói ra. Nhưng mà cho chị hỏi là cưng có quen con gái bao giờ chưa? Dạ có à. Chỉ là quen vài tháng, xong rồi mấy bạn đó là nói quen với em, nhưng mà lại là còn nhắn tin người yêu cũ, vẫn quay lại với người yêu cũ, nhưng mà không nói với em biết, nên là em tự động là em chia tay. Nhưng mà em quen con gái em có yêu người nào? Mới đầu là chỉ thích rồi quen thôi, cũng có suy nghĩ đến yêu, nhưng mà sau 3 lần như vậy là em cảm giác là không còn thích con gái nữa, không còn yêu con gái nữa. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình với con trai? Mối tình là chỉ có từ đó giờ chỉ là nhắn tin đơn phương thôi, còn mối tình chính thức là với anh Liêm. Là anh Liêm là mối tình đầu luôn, chính thức tới bây giờ. Làm sao để em thuyết phục gia đình của em? Lúc mà em chuẩn bị cưới thì gia đình cũng không biết, xong rồi em công khai ra thì ba mẹ mới bất ngờ. Gia đình, bạn bè em ai cũng nghĩ em là trai thẳng hết, không ai nghĩ em là gay, nên mọi người cũng hoang mang bất ngờ lắm. Xong rồi cái mấy chị cũng ngăn cản, nói là tại sao mày lại như vậy, mày là trai thẳng mà, từ nào giờ mày có vậy đâu. Rồi ba rồi cũng ngăn cản, từ từ cái mẹ cũng chấp nhận, mẹ nói thôi thì con sống sao được thì con sống, miễn con hạnh phúc là được rồi. Còn việc ba thì mẹ sẽ nói từ từ với ba. Đóng vai trò là người đàn ông á, thì cái mâu thuẫn giữa ba của Hiếu và Hiếu, em có thể giúp Hiếu giải quyết được cái gì không? Tại vì anh nghĩ là cái gia đình là một cái mấu chốt rất là quan trọng trong mối quan hệ. Mẹ Hiếu và mấy chị của Hiếu là cái hôm trước khi đám cưới đã xuống trước một ngày, dạ cũng đã tiếp xúc với em, thì nói chung là thấy em cũng tốt với Hiếu nên mọi người cũng thương. Còn ba Hiếu thì em nói cứ để từ từ. Thì vài tháng sau tụi em cũng thuyết phục ba thì ba cũng đồng ý. Là bây giờ là ba hoàn toàn vui vẻ. Dạ đúng rồi. Bây giờ mà hai đứa em mà không về là ba sẽ điện. Nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế bây giờ mình quay trở về sân khấu chính nhá. Bây giờ thường thường á, mình đã kể những cái chuyện hạnh phúc rồi, cũng đau khổ rồi, cũng vượt qua sóng gió rồi, thì bây giờ đến cái phần là mình kể tật xấu của nha. Em với em thì Hiếu là coi như là hoàn hảo hết trong con người, cái mắt của em vậy đó. Vậy con cái lại không thích Hiếu nhắn tin với người lạ thôi. Thì Hiếu, thì sau một lần đó, thì Hiếu bắt đầu Hiếu bỏ luôn. Là bỏ luôn tới bây giờ? Bỏ luôn tới bây giờ luôn. Ồ, thế tốt quá rồi. Dạ rồi. Là còn Liêm? Là còn Liêm thì em thích ảnh là hay gia trưởng á chị, với lại hay lớn tiếng lắm. Em mà làm chậm gì là bắt đầu là la lên. À. Hay nói là... chung là con gái người ta thích ngọt ngào, nên mình bớt la là chút xíu, bớt gia trưởng chút xíu, để cho gia đình mình nó sẽ hạnh phúc hơn. Dạ, cái em thì em nói nhanh, với lại em là em làm việc nhanh nữa, mà công việc của em có hiệu quả nữa, nên em là muốn cái gì phải là nhanh nhanh em mới được. Nhưng mà chậm. Đâu phải ai cũng giống như mình đâu Liêm, tại vì mỗi người có cuộc sống thì nên vậy là bây giờ tất cả mà. Một công việc đó thì em để tự em làm, không muốn kêu Hiếu, rồi Hiếu không làm gì hết. Nhưng mà cho chó là ở nhà ai nấu ăn? Tất cả em làm hết. Anh Liêm nấu ăn giặt đồ, nói chung là tất cả nhà em nói chung là em làm hết tất cả luôn. Em làm là do Hiếu bảo em làm hay là do em thấy Hiếu làm chậm quá nên em giành làm? Em thấy Hiếu làm chậm quá chứ lại là không giữ ý em nên em nếu làm như hết. Mà nói người ta gia trưởng mà người ta làm việc nhà nấu ăn như vậy là người ta quá yêu mình nha. Không phải như vậy nè chị Chi, nó có vấn đề là như vậy, là do Liêm thấy Hiếu làm không vừa không ý nên giành làm. Nhưng mà em thấy như thế đâu có tốt đâu. Sao tại sao hai người không cùng làm nó sẽ vui hơn? Đúng, em đang định không, nói tại vì em đi làm công ty ấy, là em làm theo ca, là chia ra 3 ca, còn Hiếu là đi làm từ 7 giờ cho tới 7 đến 8 giờ tối mới về. Nên là giờ đó là Hiếu đi về làm nó mệt rồi, còn em ví dụ như lúc trưa em làm nó sáng rảnh thì tất nhiên em sẽ làm hết công chuyện. Là Hiếu tối giờ Hiếu khỏi làm gì hết. Nhưng mà hai người thức dậy cùng nhau hay là người về trước người về sau? Tùy theo ca á chị, có khi em làm ca 1, ca 2, ca 3, em nói theo ca. Là hai người dậy khác giờ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu như em chỉ dành làm một mình thôi á, thì ví dụ là đường dài sau này á, thì đôi khi nhưng em... không có vui. Em sẽ thấy đúng, em sẽ thấy mệt nữa. Dạ không, thì nói chung thì có hôm nào em mệt á, em không có lau nhà nổi thì em nói Hiếu hôm nay lau nhà cho anh thôi. Bây giờ chị góp ý kiến như nè.
Thì thế là hai người cùng làm ok nhất. Thì em kỹ tính, em làm cái việc lớn, cho Hiếu làm cái việc nhỏ. Hai chồng chia ra đi, người giặt đồ, người rửa chén. Còn đi chợ, người đi chợ, hai người một người lặt rau, người rửa sạch, người nấu. Cái này em đoán thôi nha. Cái lý do mà Hiếu nói Liêm gia trưởng á, có nghĩa là Liêm muốn cái gì cũng theo ý của Liêm hết. Dạ đúng rồi. Đúng không? Còn Hiếu làm thì Liêm không có chịu theo cái cách đó. Nói chung là em hơi bị khó. Kỹ tính. Kỹ tính á. Thôi bây giờ hai người cùng làm đi. Em kỹ tính thì em làm nhiều hơn bằng là chút xíu. Như vậy nó sẽ chung, nó vui. Thí dụ như là hai người dọn ăn lên dọn lúc. Hay là rồi người dọn chén, người dọn chén, dọn đũa, người lấy chén nước mắm, dầm ớt vô. Nó cùng làm nó sẽ vui hơn và cái bữa ăn đó nó sẽ ngon hơn. Một mình làm nhiều khi mình làm nhiều mình mệt, mà mình mệt mình sẽ bị cáu. Hoặc mình làm mình thương mình làm á, chứ mình làm nhiều quá mình cũng sẽ cảm thấy mình ở tại sao người kia không làm gì hết. Hai người cùng làm, hai người cùng ăn, nó sẽ hạnh phúc. Không, cái thứ nhất là tính em kỹ tính thiệt, nhưng em làm theo ý của em là mình em làm. Như thứ hai là em không cho Hiếu làm, tại em muốn em làm. Ok, nếu gì em muốn vậy thì cứ vậy. Chịu nha, chịu không chịu thì tôi chịu cũng chịu. Rồi khi mà hai bạn em có giận hờn gì đó hay là mâu thuẫn gì đó thì ai là người làm hòa trước? Dạ em mà. Cũng em. Cái gì cũng em. Ví dụ như có nhiều lúc em lớn tiếng vậy đó, cái Hiếu giận thì em lại cái em ôm cái em hùng cái nó hết giận nha. Cái đó lớn tiếng. Thế đúng rồi. Ôm là đúng rồi. Thế đúng rồi. Còn cái vấn đề không lớn tiếng, thí dụ câu chuyện đó là mình không có lỗi thì ai là người chủ động làm lành? Dạ em mà. Khi nào em làm sai thì em sẽ lại xin lỗi. Còn em không làm sai. À là hai bạn này cũng rất là biết nha chị. Có nghĩa là ai làm sai sẽ là người xin lỗi. Còn nếu không làm sai thì là bên kia phải xin lỗi đúng không? Thế thì tốt quá rồi. Thì đúng rồi. Thế thì hợp lý rồi. Ok. Thay mặt chương trình tặng tụi em một món quà, đó là Good Soup Heo. Tặng bạn sản phẩm Good Soup Heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, hai bạn có dự định gì cho tương lai của mình không? Có nghĩa là phát triển sự nghiệp hay là có thêm em bé chẳng hạn? Dạ không, em tính làm, em làm công ty một thời gian nào đó đó. Giờ em sẽ phát triển cái cửa hàng mắm của em lớn lên. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và dữ liệu tình yêu Speak Couple đã đồng hành với chương trình này. Và ngoài ra thì chương trình còn dành tặng cho hai bạn một gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, giúp cho các bạn giữ lửa tình yêu và giúp cho hai người có thể gắn bó hơn. Cảm ơn nhãn hàng Quốc Việt Food đã đồng hành với chương trình này. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Khabar ngày hôm nay. Cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.